Trời ơi. Vậy chết rồi, nó vậy chết rồi. Rồi. Ai! Má mệt quá anh em ơi. Rồi, thêm gì nữa? Thêm gì nữa rồi? Rồi, con quay. Ờ Phương. Má không gặp. Chết chưa? Chết phải không? Đi Phương non. Chết phải không? Ừ để cho nó nhảy vô trong. Ừ. Nhảy nổi. Ê chúng nhà ta bắn bên đây nè. Mày nhảy gì nổi? Nhảy vô trong. Còn nhảy nổi. Nhảy trong bằng lụm không? Nhảy trong lụm không? Ừ kìa. Ghê trời. Mẹ giết giờ bắn ngay sầu ca đi, sầu ca ghê trời. Nó còn đứng đó kìa. Nó bị thấm đạn rồi. Hả? Cho vô không? Kệ vô kìa, gớt rồi. Gớt rồi. Nằm đưa đó. Xử đi anh Minh. Ừ, cháu chạy vô. Đó, vô rồi, đó. Má bắn chim mà phải đợi cho nó vô đó nè em. Nó ăn một viên đạn rồi. Rồi, tới mé anh em ơi. Rồi lụm. Bắn lên Minh bỏ không được. Thì nè, tới mé kìa. Má bồi hết ăn luôn quá, chết gì vậy kìa. Chết rồi bơi. Chết rồi. Chết anh Minh ơi. Chưa đâu. Để ba ơi, con bò cho ba ơi. Rồi. Chưa luôn. Đúng rồi. Thôi được, chết anh ơi. Ăn viên đó sao mà sống nổi. Như xiên ăn méo méo cái gì. Viên đầu tiên là đã thấm lắm rồi. Ừ, cái bọc mà. À, cuốn ngon. Kìa. Bồi đi. Còn tính bơ kìa. Bồi đi. Ná đâu? Má, cùng đây hồi ông. Rồi, tôi còn một viên đạn cuối cùng luôn. Em bồi cho. Ná, đúng là bồi khó ăn thiệt anh em. Ông gùi không sao đâu. Anh bồi đi, mình em hết đạn rồi nè. Chưa lấy đạn lắm. Cái đàn anh em ơi. Kìa Minh bồi kìa. Nói này xàm dữ trời. Kỳ kỹ vô. Dùng tay nữa rồi. Sao không đứng lên? Nó phê phải không? Ủa, nó phê rồi. Trời ơi kìa. Kỳ kỹ vô trời. Rồi lụm. Má xà bắn lật ngửa luôn. Ok, để dẫn xe vô. Con đầu tiên của anh em. Nè hai anh em đi kiếm mồi anh em ơi. Vậy bữa nữa đi giao lưu Sài Gòn. Đây, tên mình. Trời ơi, Minh ơi. Minh ơi. Có đồ ăn anh Minh ơi. Thấy gì chưa? Vũ sữa chín vàng cây luôn kìa. Bông nó chín rồi. Kìa, chỉ chín vàng luôn kìa. Lấy được không? Được, chín rồi nè. Cây bự chút xíu mà. Vũ sữa chín quá trời nè em ơi. Được không? Nè. Tôi thấy ông bồi mắc cười chết. Đưa cái đầu. Chồm xuống lấy mẹ đi. Tay đây. Có đem bịch không? Xăng không có đem bịch.
Má mới nấu cái bạch hôm. Phướng đầu tiên. Hay quá anh em ơi. Đi tiếp. Rồi, em ngồi xích xích ra nặng nó sợ nạt anh nè. Ý hai con luôn. Hai con. Ê con trước bự hơn kìa, phải không? Con trước nước. Phải không? Phải không? Thì ta chạy qua đi đủ cửa mày thôi ơi. Một là vô dai mình. Đậu bài anh em ơi. Ai ơi, gọi hết ra luôn, hết ra luôn. Ghê trời, cây cầu trắng ở dưới kìa, cầu trắng ở dưới kìa. Kìa, ba bốn con kìa. À, lùm cầu trắng này nổi tiếng rồi. Trời ơi, chưa tới, ấy chả. Ủa kìa, trời cái ngàn con luôn kìa anh em. Á, à, cò gì mới sợ luôn. Ừ, chạy luôn kìa, trong mùi tre kìa. Ừ. Xa quá anh em ơi. Trời ơi. Má này chim cò nhiều vậy trời. Hàng gì ở đây nhiều. Ngồi đi coi. Má hai con luôn, má hai con rồi. Nó đi. Mẹ chó sao vậy? Kìa. Dứt mùi sậy hai con luôn. Nè. Dứt mùi sậy thấy không? Thấy không? Má mệt quá anh em ơi. Rồi, thêm gì nữa rồi. Rồi, con quay. Ngay mua lưng. Ồ, đúng má nó mệt. Có bà gánh đi nè. Gì, tẹt nước. Ở đây đi quay phim. Rồi. Á, cò đầu tiên. Bỏ một cái nữa ngay mùa đường. Chết. Quá mệt thiệt chứ. Bò cái vô một lần nó mới chết á. Ờ, nghe một lần nè. Trời ơi. Má nó đã mình ơi. Ở chợ con cỏ nó mập. Bắn gãy cánh. Ừ, nó tẹt lên chút cái bụp luôn. Ôi, mệt quá. Trời, con đầu tiên mà thở.
Má chạy như như điên vậy đó. À, trời. Má ơi con cò nó bự anh Minh ơi. Thôi được anh em. Tiếp tục anh em ơi. Quá trời mệt rồi. 30 mét. Chúng ngọn cây luôn. Ôi trời ơi, ôi ôi. Trời 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 trời. Má. Ôi trời ơi, bóng chết kìa trời. Nghe nổ không? Nghe nổ phập không? Ôi trời giữa cái luôn trời. Má không chết trời. Rồi về mọi người ơi, bây giờ về cũng 5 giờ rưỡi rồi. Bây giờ mình với anh Minh về thì bữa nay sầu ca là nói chung là không có quay gì nhiều, chỉ quay được con chút xíu. 5 rưỡi về, 6 giờ luôn, 5 rưỡi nó xỉu à. Giờ anh em mình đếm chim, 6 giờ luôn hả? Thì nay camera hết pin này, quay được có pha mấy. Giờ có nhiều nè, giờ anh em mình đếm chim luôn anh em ơi. Về luôn, quá giờ tối rồi. Đây, con cò đầu tiên, cứ giữ nha. Cò đầu tiên. Lần đầu tiên hạ cò luôn, cò trắng nha anh em. Vướng bắn cái bọp chạy vô ra đồ hố ra vướng ướt nhẹp hết trơn rồi. Đó anh em thấy không, có nhiều đâu ăn cu rồi, quá đẹp, có nhiều đâu. Rồi video clip như đây được rồi anh em ơi, coi pha dí cò là được rồi. Rồi anh em có muốn coi, muốn pha, muốn coi mày sầu ca bắn thì qua kênh của Minh. Tại nhìn ảnh Minh hết chứ quay chân, nhiều nay Minh quay hết. Đó, giờ anh em mình chụp hình rồi anh em mình về. Rồi, anh em có mua thùng ủng hộ thì liên hệ số điện thoại cho màn hình nha anh em. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ nha. Này cũng tối anh em ơi, giờ anh em mình về luôn anh em ơi. Rồi tạm biệt anh em. Tạm biệt, hẹn lại clip sau. Tên.